Hà Nội 308 km. Đấy, chỗ này 60 là 50. Thì ta đi 40 thôi, xem có thằng nào bán không. Đấy, cái cầu lúc đấy mình muốn lúc đấy mình chui từ dưới kia, nhưng mà mình giờ mình đi cái cầu mới rồi bác. Cầu thì cầu Bến Thủy 2. Bến Thủy 2. Lúc sáng là mình đi cái cầu Bến Thủy 1. Cầu sắt bây giờ Bến Thủy 2. Hội làng dưới ánh trăng thơ. Ừ, leo lên leo xuống. Bến Thủy 2 từ Hồng Lĩnh đi sang quốc lộ 1A. Đây là từ cầu này sẽ lối từ Hà Tĩnh sang Nghệ An ra quốc lộ 1A hướng Hà Tĩnh đi Hà Nội. Lộ đi là 308 km. Kia cầu kia bên kia đấy ạ. Lúc sáng mình đi cầu bên phải này. Cầu... Mình đi này qua cầu ấy đúng không? Vâng, lúc sáng đi cầu đấy, bây giờ đi cầu này. À, đi cầu nào vẫn BOT hết. Cầu này thu vé, nhưng mà cầu này là đi đường tránh. Được, cái đường cầu Bến Thủy kia là sẽ đi vào thành phố Vinh, trung tâm. Đi qua đường Lê Duẩn vào đại học. Cầu này là cầu tránh. Đại học Vinh. Xong rồi đi qua mấy cái đường trung tâm thành phố Vinh. Còn đây cầu này đường là đường tránh. Đường này đường tránh thì cho nó sẽ nhanh hơn. Nó vứt vé hết hai bên. Không vứt vé mà nó. Mà đường này đường tránh sẽ đi thoáng hơn. Không phải vào trung tâm. Lam Đàn là quê bác ấy nhỉ. Lam Đàn Nghệ An. Mà chứ đi khi thẳng mà. Chạm bơm
300 cây lận rồi. Tít nhỉ. Đêm có ăn bằng tốc độ không bao giờ có như là chốt cặn ghê. Đang 7-80 xong lại xuống 60 xong lại hết 60 xong lại lên 7-80 hết. Qua đông khu đông dân cư, qua đường ngang rào chắn. Hết sức cẩn thận đi này. Quá ví dụ mình đi 50 trên 60 là mất nhiều tiền lắm. Quá 10 cây. Trộm cướp mất hết không còn tiền bạc. Thị trấn Nguyên chúng nó cứ bảo ôi giời ơi, thanh niên bến hồ Bắc Ninh mà mang cái gái xinh gái đẹp cùng con họ chả bắt đến bắt cái con vịt đến tận Thái Bình lại xấu như con bồ nông ụt cười. Bạn gái Bắc Ninh xinh đẹp như thế chả như thiên nga, chả hỏi đi lấy con bổ nông ở Thái Bình về. Cười con vợ thì đã lùn ấy, thì mặt lại phèn phẹt ấy, môi thì dày như hai quả chuối. Gọi là bắt con bổ nông về mà bao nhiêu thiên nga chả ấy. Cười bây giờ vợ đây còn ăn chồng chết chục năm rồi. Này còn ba con vịt rời chứ đấy. Sinh được ba đứa con gái chứ thế là hết rồng. Ê, số phận trả hết trước thằng ấy nó nể bác lắm. Ngày bác đi công tác lên cấp trên như thế là đánh cho bác về trước đó một tuần nhưng mà cấp trên này giữ lại ở như này giúp cấp trên nên là bí lắm không có người. Thế là cấp trên này điện với cho lão giám đốc mà để cho nó ở trên này chậm một tuần nó ảnh hưởng gì. Thế là ở trên lúc về thì hôm mới có hai thằng chuyên gia nó sang đơn vị mình, một thằng chuyên gia cơ khí, một thằng chuyên gia về khoan. Thế là cậu bảo thôi được rồi, hôm nay về rồi, hôm nay có chuyên gia sang là mày đi theo đoàn chuyên gia. Bây giờ oai quá nên là về có như là ông lại cho chè cháo là mang về nữa. Về coi như cái cô kế toán thanh toán ra mà anh đi quá như người khổ mà làm sao. Thì chỉ có chữ ký của anh mới lấy được tiền ra. Chầu trực ngày nào có người lên mà ông Yên về chưa. Lệnh chi thì em trình lên thủ trưởng ký rồi nhưng mà anh chưa ký nên là chúng em tách xuất tiền mà không có gì để chết. Thế là về thấy ở cửa phòng mình nó vẽ con sĩ đen to lắm. Thế bảo cái cô Hoạch đấy mà cứ nào vẽ cái này thì em không biết vẽ gì mà ở cửa phòng của bác nó cũng là bảy trường phòng có mỗi ba thằng chưa đảng viên trong đó có bác này. Nó vẽ gì mà nó vẽ con sĩ đen to lắm. Sao lại vẽ sĩ đen à? Ý nói là không phải đảng viên mà đi nếu mà đảng viên thì là sĩ điều này. Sĩ đỏ thế mình mới bảo thằng nào vẽ con sĩ đẹp thế nhỉ. Nhưng mà nó có ý định gì đây, nó có ý đồ gì đây. Thế bảo cho nó chi tiền cho nó bảo thế này để chúng em hỏi xem ai vẽ.
thế là cuối cùng lộ ra cái thằng Tuyết Huê này, vợ nó là cái Huê mà. Thế là bác nó bảo thế thì sang phòng kế hoạch của anh Tuyết sang anh nói chuyện uống nước, anh Yên vừa mới thằng Yên này có chèn ngon lắm. Thế là sang rồi uống nó nói chuyện rồi. Thế nghe nói bạn với ai con sĩ này thì ra cái cánh cổng phòng, cái cửa phòng của tớ thì nói thật là bạn nghĩ như thế nào mà bạn vẽ đấy, ý đồ gì, nói thật với nhau nghe rồi. Thì mình nói thật là trong 7 thằng trưởng phòng của mình nể nhất là ba thằng trong đó có bạn. Mồm nói là tay làm, không lươn lẹo, không cầu cảnh, vận động cậu vào đảng, cậu còn nói thế này thế kia, mình cho là cậu rất thẳng. Thế thì mình rất nể bạn, bạn nó như làm được rất nhiều việc, bạn không háo danh nên mình vẽ đấy, chứ không có ý đồ hiểu cá như đâu. Nếu bạn nói thế thì coi như tớ cứ để đây, tớ không xóa. Mà nói thật, nếu mà bạn này làm một đăng một cặp bụng dạ bằng mình nẻo thì cuối cùng nó cũng lộ ra thì không xong đâu. Tớ thì mềm tớ không nắn mà rắn tớ không nắn. Chứ tớ không phải là thằng vừa đâu. Nếu mà không tớ lầy trời, tớ nói với cậu là tớ rất nể ba thằng trưởng phòng không đảng. Tớ bảo nếu thế thì rất cảm ơn bạn, uống nước trà chán tê thì về. Thế là cứ cửa phòng của bạn cứ để cái con sĩ đen đấy. Thế đến 6 tháng đầu năm tổng kết thì chúng nó mới giới thiệu bác vào đảng. Thế mình bảo là cảm ơn các bạn, mình làm tốt từ năm ngoái đến giờ, thực ra là mình trả ơn các bạn, trả ơn cán bộ công viên đã giơ tay biểu quyết 100% để cấp trên ra quyết định với mình lên trưởng phòng. Mình làm để trả ơn thôi. Chứ còn cách đây gần như là năm nay là năm 1988, năm 1968 mình đã là cảm tình đảng, mình lên đối tượng đảng từ năm 1969 khi mình là bí thư đoàn thanh niên trong nhà trường. Nhưng chỉ vì mình có những cái đấu tranh thẳng thắn, mình góp ý chân tình thì một số người bụng dạ xấu, nó quyền cao chức trọng hơn mình, nó lại ghét mình, thế là nó nói hơn nói kém, thế là mình bị dìm, nó cứ thử thách qua đợt này thử thách qua đợt kia, cho đến bây giờ trở về coi như là mình có giấy tờ đầy đủ nhưng mình chán, mình không tiếc nữa. Có